Nguyễn Hoàng Sơn xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Thì trong các video trước, Sơn có hướng dẫn quý vị cách để sử dụng cỏ mực trị bệnh suy thận mãn tính và nó đã hết thực sự 100%. Thì quý ông bà mình có hỏi là có nhiều người trị hết hay không? Thì Sơn hôm nay sẽ nói chuyện với Dượng Hai. Đây là Dượng Hai Sang, thì người đã hết bệnh suy thận mãn tính từ cỏ mực. Mình sẽ hỏi những câu hỏi để cho quý vị tham khảo về cách ăn cỏ mực như thế nào và nó có khó chịu hay không và thời gian bao nhiêu lâu là nó hết. Thì xin chào Dượng Hai ạ. Dượng Hai cho con hỏi là hồi trước là mình bị suy thận mãn tính là từ cái bệnh nào mà nó chuyển qua suy thận mãn tính như hay? Những hai bệnh thì tiểu đường nay là mười mấy năm rồi, nhưng mà đầu nó mới chuyển qua suy thận mãn tính, thì cũng bị cũng lâu lắm rồi, nhưng mà không biết lên mấy xét nghiệm máu lại thì nói là suy thận mãn tính. Nhưng mà về uống nhiều, có ông bạn ông chỉ là uống cỏ mực, ăn cỏ mực chung với cá lóc, uống hồi đi xét nghiệm là máu nó lên là 134, nhưng mà uống 2 tháng sau thì còn 120 để trở về bình thường. Từ đó tới nay là coi như là hết hẳn luôn. Dượng Hai khi mà ăn như vậy thì mình ăn một ngày ăn mấy lần? Một ngày ăn là 2 lần, ăn chưng với cá lóc, ăn sáng ăn một chén cũng hơi lưng lưng vậy thôi, là chiều ăn một chén chưng lộn với cá lóc là ăn bình thường thôi, chứ không có gì vậy đó, không có chưng lộn gì nữa hết á. Thì thường á thì con thấy ba thì ăn là từ 3 đến 6 tháng, mà dưỡng hai sao ăn có 2 tháng xuống Ăn mới có 2 tháng nhưng mà đi xét nghiệm thấy nó hết rồi, lên bác sĩ nói hết rồi thôi, thì thấy nó cũng quá là đạt rồi thôi, rồi ngưng, rồi sau mới đi xét nghiệm trở lại cũng không không còn nữa. Tức là của dưỡng hai là 130 hả dưỡng hai? Bình thường thì bác sĩ nói là 120, nhưng mà bữa đó là máu lên là 134, 134 là thuộc suy thận giai là đoạn 2. suy thận mãn. Suy thận mãn giai đoạn 2. Đó nên là giai đoạn đầu á quý vị, nên là ăn ăn thích thì ăn trong vòng thời gian ngắn thì nó sẽ hết nhanh. Chứ còn nếu mà mình bị nặng một tí thì mình phải ăn nhiều Nhiều hơn hơn và ăn lâu là hơn. 6 tháng à. Khi ăn thì nó có khó chịu trong người hay như nào không vậy hay? Không, ăn thì bình thường, ăn cũng như ăn rau vậy thôi chứ không có gì hết. Tại con thấy một số người bắt đầu họ ăn cỏ mực thì họ nói 1-2 ngày đầu cảm thấy nó bứt rong bứt khó chịu, Không có thì hay gì, bị không? không có bị gì, ăn bình thường thôi chứ không có gì. Chắc có lẽ là họ ăn 1-2 ngày đầu nó sẽ bị khó chịu cái bao tử thì chưa quen. Cảm ơn những hai đã chia sẻ kinh nghiệm với mọi người. Chào quý vị Vậy và nói là bà con cũng ráng là kiếm cái thuốc nam nó ăn đi, là gì tận mãn là nó hết hết hẳn. Nếu như là bệnh nhiều quá thì ăn 6 tháng, còn bệnh ít thì ăn về 3 tháng thôi. Quý vị cố gắng kiên trì nha. Rồi nó không có tốn tiền, không có tốn công sức gì hết. Và đây là nhiều người đã hết thực sự rồi. Đây là kiến thức mà Sơn cùng quý ông bà cô bác như Dượng Hai đây chia sẻ. Thì anh chị em và ông bà cố gắng. Giờ chúc mọi người sức khỏe và hẹn gặp lại. Rồi.